God, Jesus Christ, Ministry và Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại và Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt sẽ bắt đầu thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Kính mời đồng bào theo dõi chương trình và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Sẽ bắt đầu từ 1 giờ sáng thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật. Từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Kính mời đồng bào hãy tỉnh thức theo dõi chương trình và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào. Thank you.
dear brothers and sisters around the world, we do have more than 7 billion brothers and sisters around the world. And we all make mistakes. Now time to repent. Love one another. Forgive one another. Follow Jesus Christ's will. Then everything will be good. Remember, do not hurt yourself and do not hurt nobody else. Kính lạy Cha Trời Giêsu. Xin thương xót cho phép chúng con trở lại chương trình để thông báo cho tất cả nhân loại lo sám hối gấp kể từ ngày hôm nay. Và kính xin linh hồn của những anh hùng chiến sĩ cầu bầu cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho công việc chúng ta được thành công mỹ mãn. Chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể quý vị đã hy sinh cho chúng tôi được sống thêm đầy ý nghĩa hơn nhờ hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là đứng tác tạo ra tất cả chúng ta, và chính Ngài là Cha chung của tất cả chúng ta. Chúng ta cảm tạ và cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của ông bà tổ tiên chúng ta, và đương nhiên trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu cùng tất cả những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống thêm đầy ý nghĩa. Xin nhận lời chúng tôi cầu xin. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2013 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào hãy ra đây để chiêm nghiệm và cầu nguyện cũng như cảm tạ linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại nơi đây, cũng như khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu đã hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster, đã được linh hồn của những anh hùng chiến sĩ yêu cầu để tại nơi đây 24/24 kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2013. Và linh hồn của những anh hùng chiến sĩ yêu cầu không được phép dời hai hình ảnh này đi nơi khác, mà phải đặt tại nơi đây 24/24. Nhớ những gì linh hồn của những anh hùng chiến sĩ vừa nhắc nhở